Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã đến với một video mini world mới của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì anh em nhìn hai bên của mình nè, mấy bạn thấy ai không? Xin giới thiệu các bạn, hôm nay mình đã mời đến hai YouTuber vào trong đây quay video cùng với mình. Xin giới thiệu các bạn, đầu tiên đó chính là anh Mr. Dịch Bầu đó. Yeah. Rồi tiếp theo nữa là anh Siro mặt sợi. Yeah. À, ok. Đó. Rồi thì hôm nay nè, mình cùng với lại anh Dịch và anh Siro vào trong đây để quay video cùng với nhau các bạn ơi. Thì mấy bạn biết hôm nay mình với anh Siro với anh Dịch sẽ quay gì hôm nào? Đó, thì quay gì để mình nói sau nha. À, nhiệm vụ của các bạn trước khi vào video này mấy bạn biết là gì rồi phải không? Đó, là mấy bạn hãy nhấn vào nút like, share nè. Và nhấn vào nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Giúp cho mình mở mau đạt được 1 triệu subscribe nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha. Mình đã gần đạt được con số 1 triệu subscribe đó. Anh em đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký hội cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha. Ok, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào video hay nào các bạn ơi. Phong. Hả gì anh? Gì anh? Quảng cáo anh em tốt. À đúng rồi. Ờ mấy bạn ơi, bọn mình mới vừa gọi là làm một cái bài rap tên là bài rap anh em tốt ở trên kênh của anh Siro các bạn. Mấy bạn nào muốn nghe có thể lên kênh của anh Siro để nghe nha. Đó. Ok, còn bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu vào video thôi nè. Ủa, mình mới lượm được cục thịt heo ở chỗ nào ta? Hồi ăn luôn đi. Ok. Bây giờ Dịch với Siro lại đây em chỉ cho nè. Dịch với Siro có thấy cái cầu thang ở chỗ này không? Thấy. Ồ, sao mà tự xây cột cao tím trời vậy? Ôi, cái này là cái cầu thang để leo lên bầu trời đó anh, nghe ghê không? Cái cầu thang này là cái cầu thang để chúng ta leo bầu trời á. Thì hôm nay em có rủ anh Dịch với anh Siro đến đây để bọn mình cùng nhau gọi là chơi một cái trò chơi. Mọi người biết là trò gì không? Trò gì? Chúng ta sẽ chơi chúng ta sẽ chơi trò cắm trại trên mây. Đó, nghe hấp dẫn chưa? Ủa? Rồi đây rồi nè. Ok. Rồi, đợi em tí. Rồi mấy bạn ơi, bạn coi nè. Đó, bạn coi nè, thấy không? Leo cực kỳ cao luôn nha. Đó, leo lên nè, đó, leo lên. Ok, rồi xong rồi, ổng rơi xuống dưới mất tiêu rồi. À, mấy bạn ơi. Ủa? Mấy bạn ơi, bạn sao, nhìn sao em làm cái bản đồ này hay vậy Phong? Mà mình đứng mà mình nhìn xuống bên dưới mà mình không ngã luôn nè, hay vậy? Ừ, thì ở chỗ này là em có để một cái block tàng hình đó để chúng ta gọi là cắm trại trên mây, ghê không? Ghê. Ok, đó mấy bạn ơi, dạo gần đây có rất là nhiều bạn bình luận trên kênh của mình bảo rằng là anh ơi, anh hãy làm tiếp tục gọi là content, gọi là cắm trại đi. Có nhiều bạn bảo mình là cắm trại trong núi lửa nè, cắm trại trên bầu trời, cắm trại ở bên dưới biển đó. Có nhiều content mấy bạn nói với mình lắm. Bởi vậy cho nên là hôm nay nè, mình sẽ làm gọi là cắm trại tiếp cho anh em xem nha. Và lần này chúng ta sẽ làm cắm trại trên bầu trời nha các bạn. Đó, bạn coi nè, thấy không? Nguyên cái bầu trời cao là cao luôn, nhìn xuống dưới luôn rồi, thấy không? Bọn mình sẽ cắm trại ở phía trên đây nha. Đó, ok. Thì ở đây em có chuẩn bị một cái rương cho mọi người lấy đồ nè. Mọi người lại đây lấy đồ đi. Trời, tôi chưa kịp lấy đồ, mấy ổng lấy trước mình luôn rồi các bạn ơi. Phải đâu. Trời ơi, YouTuber toàn ở đây, toàn YouTuber trên nửa triệu sập gần nút vàng rồi, người ta chuyên nghiệp nó khác rồi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ lấy đồ nha mọi người. Rồi ok, thì nhiệm vụ mà khi mà chúng ta vào trong game để chúng ta cắm trại á, thì nhiệm vụ đầu tiên mình nghĩ rằng là ai cũng sẽ biết rồi, đó chính là chúng ta sẽ xây lều cắm trại các bạn ơi. Đó, xây lều cắm trại nha. Rồi bây giờ nè, em với Dịch với Rô hãy xây lều cắm trại đi. Bây giờ em sẽ chọn bên đây nha, em sẽ xây bên đây nha. Rồi, mình sẽ gọi là xây lều cắm trại nha bạn. Thì đầu tiên mình sẽ trải cho mình cái thảm ra đây nè. Đó, trải ra một cái thảm để chúng ta xây cái lều cắm trại nha. Trải ở đây. Ok, rồi trải ra. Ôi, mình nói thiệt luôn nha, mình đứng ở trên bầu trời nè, mình nhìn xuống dưới á, mình chóng mặt ghê luôn các bạn. Biết mấy bạn biết sao không? Bởi vì là mình nhìn xuống dưới á, mình cứ cảm giác như mình sắp bị rơi xuống á, cảm giác chóng mặt gì đâu luôn á trời. Ok, rồi con cụ đi ra coi, ai cho mày lại gần đây, đi ra ngoài. Rồi, Dịch ơi, rồi lo xây liều cắm trại nha, thôi tí nữa là trời tối là không có nhà để ở đâu á. Ok. Không ơi, anh thấy có cái gì nó sai hay sao á? Gì sai anh? Sao mình lại xây cắm trại mà trên này nó lại có bò heo đâu ra ta? Ừ thì bò với heo này bọn nó cũng sống ở trên bầu trời đó. Bây giờ bọn mình giết bọn nó, bọn mình lấy thịt bọn mình ăn đó. Ủa Phong? À. Gì anh? Hồi nãy anh tưởng đâu lên đây chăn bò chăn heo. Tào lao, mình lên đây mình cắm trại chứ có ai mà leo lên trên mặt trăng ở lượm. Chứ có ai mà leo lên trên bầu trời để đi chăn bò không? Tào lao. Đi chăn bò cầm cây roi thật to. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ xây tiếp nha. Mọi người lo tập trung xây liều đi kìa. Không thôi tí nữa là không có nhà đâu mà ở. Em không cho ở ké đâu nha. Ủa cần gì ở ké?
Trời ơi, anh em mình là dân chơi mà. Rô, tí nữa vừa trời tối cần gì phải ở ké nhà Phong Cận em qua cướp nhà luôn. Đúng rồi anh, trời, trời, nhà của em mà mọi người muốn qua đây để cướp nhà em luôn hả? Trời, mọi người thật là ác độc, các bạn thấy không? Trong hè đầu tiên này không ai thương Phong hết các bạn ơi. Mấy ông anh của Phong tàn gọi là muốn cướp nhà Phong, gọi là đòi gọi là đuổi Phong ra ngoài không mà, trời ơi là trời. Ê, Rô, nói xấu anh em công khai đi cướp nhà luôn. Người ta bảo rằng là làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa đó, vậy mà lại kiểu đòi đi cướp nhà của đứa em. Trời ơi trời, dịch với lại Rô kỳ cục. Qua cướp luôn. Tại vì bậy. Em làm không ấy anh coi. Bậy nha. Nhà của em là em ở, không có ai được qua cướp nha. Con bò với con cừu này nó dám leo nhà em, để em giết nó. Mày trước sau cũng giết, giờ tao giết mày luôn. Mày dám leo nhà tao không mày? Cắm trại trên mây này mà mấy cái người sợ độ cao chỗ đây là ở lắm luôn đó. Đúng rồi, cắm trại trên mây là chúng ta sẽ sống ở trên bầu trời đó, mọi người nhìn xuống dưới này thấy không? Trời ơi, nhìn cao là cao luôn. Mà đứng trên đây mà nhìn xuống dưới thôi là người nào mà sợ độ cao á là bảo đảm là sẽ xỉu luôn á trời, chứ không có sống nổi trên đây đâu. Ok. Rồi bây giờ gì đâu? Khoan, mình thiếu hàng rào rồi. Ơi, có ai lấy hết hàng rào vậy? Cho em hàng rào với. Nè, hàng rào nè. Bây giờ là mình sẽ gọi là xây thêm hàng rào đằng sau lưng nè, để gọi là không cho mấy con heo, con bò, con cừu nó chui vô nhà mình các bạn ơi. Mấy con này bọn nó ở dơ lắm, bọn nó chui vô nhà mình, bọn nó ỉ vô trong nhà. Rồi xong, chào lên lóc chuồng, lóc lều anh luôn rồi. Rồi xong, thấy không, mình mới vừa nói xong nè, thấy không. Con heo, con cừu nó leo lên trên chuồng của anh Dịch. Mua ơi. Nó leo lên trên cái lều của anh Dịch, xong nó ỉ nó luôn à. Rồi, nó nhất quyết nó không xuống anh ơi. Nhất quyết nó không xuống. Trời, đánh nó xuống, nó không xuống, nó trời đất ơi. Nó không thèm xuống luôn, giết nó luôn anh. Cần gì nữa, mấy con này trước sau mình phải giết mà. Ok, giết nó luôn, mày hả mày. Rồi, bây giờ lấy thêm lò nướng nè. Để lò nướng trong nhà. Gì anh? Cho Phong nè. Hả, cho cái gì? Trời, đó. Tự nhiên anh cho em cục phân làm gì? Ai cần cục phân đâu. Thôi, cục phân này em để dành lại cho Rô, để Rô đắp mặt á. Lấy đi. Đây. Đó, đắp bằng phân rồi kẻ chết mày. Có gì đâu, trời, người ta đắp mặt bằng phân là da sẽ đẹp hơn, anh hiểu không? Đó, ok. Ôi, Phong Cận, tối là chả đắp mặt bằng phân, tâm mi đi rồi. Phong Cận té rồi. Tào lao, em đắp mặt bằng phân hồi nào, có Rô thì có. Rồi ok bạn ơi, bạn coi nè, đây mình đã để xong cái bộ bàn ghế với lại trang trí hoa bên trong luôn nè. Đó, cái chỗ này thì mình đục ra để mình làm cái cửa sổ nha anh em, mình có thể ngồi ở đây và mình ngắm cảnh đó, siêu đẹp luôn nha. Rồi khoan đã, bây giờ đến lượt gọi là phần thức ăn nè, để mình gọi là ra ngoài mình kiếm thức ăn coi. Ui, có con heo. Ok, để mình giết con heo mới được, giết con heo để lấy thức ăn các bạn ơi. Phong bậy ơi. Vậy anh có con Timmy gì? Trời ơi, anh Dịch dám kêu Timmy là con heo rồi, không xong rồi, chết anh Dịch là Timmy. Nó mà coi được cái video này thì nó sẽ gọi là tìm đến nhà anh Dịch và nó bóp cổ anh Dịch, nó đem Dịch đi làm cái quay luôn. Ủa, anh sợ gì đâu, trời, anh gọi em tốt cái bảo kê. Ôi, ok nè, lấy thịt bò nè, ok, có con cừu nè, lấy thịt cừu luôn. Ê, rồi xong, con cừu rơi xuống dưới luôn rồi. Rồi, chết queo luôn, trời ơi bạn ơi, từ trên đây mà nhảy xuống dưới đó là chết queo luôn nha, cao dữ lắm luôn á. Ôi, rồi. Ha, anh đây. Lại đây, để em cho anh coi này nè, qua đây. Gì vậy? Bên đây nè. Bên đây đằng sau lưng anh nè, lại đây đây. Đây. Anh nhìn xuống đó anh thấy gì không? Rồi xuống đó đi. Ok. Trời ơi, ông quá. Ấy da. Dịch, sao Dịch đẩy em? Ấy da, rồi xong chết mèo. Lê Phong. À lên nè, giờ lên nè, từ khoan. Hình như là hai người làm gì vậy? Đây đùng. Mấy bạn ơi. Anh Dịch với anh Rô. Anh Dịch với anh Rô đập cái cầu thang ra không cho mình leo lên các bạn ơi. Anh Dịch với anh Rô chơi kỳ vậy ta? Người lớn chơi kỳ vậy? Hả? Hai người dám đập cầu thang không cho em leo lên ha? Hai người nhớ mặt em đó. Phong leo lên gần lên để anh Spider-Man. Tụi con ra anh chọc bóng xuống dưới. Đâu xanh? Coi nè, coi em bắn tơ nè. Ồ, bay lên nè. Đâu tơ đâu? Ê, ồ. Ôi, anh Dịch ơi. Nó lên được rồi, nó nhà em chơi đâu xanh. 1 hour later. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nấu ăn nha bạn. Thì đây nè, mình có để mấy cái bếp lò nè. Bây giờ bọn mình nãy có mấy con cừu, con heo trên đây, mọi người có giết bọn nó chưa? Nè, bên đây có con heo nè, qua đây. Ở bên đây nè. Nhưng mà lấy nguyên liệu đâu mà đốt nó được? Thì mình lấy gỗ. Mình lấy gỗ mình đốt. Để chặt gỗ cho. Trời ơi, Dịch nước quá bạn ơi. Gỗ để đốt lửa mà Dịch cũng không biết nữa. Đúng là nước. Ok. Ai biết đâu trời, chơi sinh tồn mini war đã bao được nhiều. Em lấy cùng con heo, em lấy thịt nữa. Mày. Rồi xong nó luôn. Rồi xong nó rơi xuống dưới luôn rồi. Thôi không sao, em vẫn lấy được một cục. Để xem coi. Bây giờ ở trong đây là chúng ta đang có thịt heo nè và thịt bò nè. Với lại là một cục phân. Ok, em sẽ ăn thịt bò nha. Dịch ăn thịt heo đi, còn cục phân để dành cho Rô nha. Ok. Rồi, giờ Rô chặt gỗ đưa cho em bỏ vô thịt vô lò nướng em nướng nè.
Ơ gì đây? Dịch à, à? Bên đây có cái tổ ong nè, anh đập cái tổ ong ra anh làm nhỉ gì ta? Thịt quất mực ong ăn ngon lắm anh. Ừ. Đúng rồi, món này ngon á, đập tổ ong ra anh lấy làm thịt quất mà ăn chơi coi. Đúng rồi. Mà không chứ ăn rồi anh rủ cái này nướng lên bao phê. Ôi, đó, đúng rồi, ăn đi. Trời. Rồi xong luôn, cái đầu dịch to đùng luôn. Yên tâm, từ từ bình tĩnh, có em đây, em sẽ dùng cung bắn đó. Ông nói gì anh kia? Mày thôi, em dùng cung bắn đó. Mày thôi. Từ trước mày đi qua. Biến thành ông tôi muốn chạy. Trời ơi, ông biến thành chiếc xe ông chạy luôn mày ơi. Vãi rồi. Xong hết rồi anh, mới chơi xong hết rồi, em giết hết mấy con ong rồi. Trời ơi, dịch nhát gan quá. Dịch nhát gan quá bạn ơi, dịch sợ ông đến nỗi mà dịch biến thành chiếc xe dịch chạy luôn. Vãi rồi, ok. Rồi, em có gỗ rồi nè. Gì anh? Tôi có ba con thịt nè, Nè, phong. Nè, thêm một ong. Ồ, có mực ong rồi nè. Ok, ngon luôn, ăn. Cái gì? Ăn luôn mực ong, ăn luôn chứ để dành làm gì? Thật vui không hả? Ok. Thôi đem em nướng thịt cho, em nướng thịt em bù lại cho. Ok. Bỏ gỗ vào trong nướng nè. Rồi, bỏ gỗ vào trong nướng nè. Cái ống bên dưới kìa, ống đang nhìn lên kìa. Ơi khoan, hồi nãy anh Dịch dám chơi mình các bạn ơi. Anh Dịch dám gọi là đập cầu thang không cho mình leo lên. Bây giờ mình sẽ đập cầu thang luôn, mình không cho ổng leo lên luôn. Anh Dịch ơi, em quăng cái móc leo xuống kìa. Đúng rồi, quăng hả, móc đi. À, leo lên. Leo đây. Ôi, Dịch đâu? Dịch hả, bắn cung nè, Dịch nè. Rồi xong té. Bắn nè. Rồi chết queo Dịch luôn. Này thì hồi nãy dám cho anh em hả, không cho em leo lên hả? Ok. Hero team bọn mình là có 8 người đúng không? Thì mình sẽ để gọi là 8 cây ghế luôn nha. Ok. Để nhiều ơi là nhiều ghế luôn để hero team mình ngồi ăn. Rồi để ở đây. Rồi Dịch đâu? Ui, ông Dịch ông lên rồi các bạn ơi. Ông Dịch ông lên tới nơi rồi. Thằng nào đây rồi, ăn được không con? Dịch, rồi xong. Rồi, ra ngoài đây ăn thôi anh em ơi, ra ngoài đây, để em lấy món cho mọi người nè, leo bàn ngồi đi, để em lấy món đồ ăn cho. Ok, quá chơi đồ ăn luôn bạn ơi. Chào luôn, em đẹp lắm. Thôi, đừng quýnh nhau nè, em đưa đồ ăn nè, Dịch nè, em đưa cho Dịch thịt cù nè, với thịt gà nè. Em thì em sẽ ăn thịt bò, bởi vì em thích thịt bò lắm. Còn Rô nè, đồ ăn của Rô nè, ăn đi. Ăn đi. Cục phân ra anh ăn đi. Anh ăn cục phân đi. Tình nghĩa mẹ, anh em có chắc mình lâu thôi, ăn đi mọi người, ăn đi. Ok anh em ơi, thì hôm nay mình với anh Dịch với anh Rô đã cắm trại được ở trên bầu trời nè các bạn ơi. Thì cái buổi cắm trại này mình nói thật nha, trời ơi, thấy chưa, mình chưa kịp nói luôn. Một cái buổi cắm trại mà có thể nói là giết nhau không anh em ơi. Trời ơi trời, đi cắm trại đâu mà toàn giết nhau không. Đi xuống luôn đi, quăng ông Rô xuống dưới đó luôn. Ok bạn ơi, thì cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Mình đã gần đạt được 1 triệu subscribe đó, đừng quên đăng ký hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn muốn mình sẽ cắm trại ở đâu nữa thì đừng quên bình luận cho mình biết nha. Ok, bye bye, yêu anh em phải nồi, tạm biệt.